Lễ viếng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm diễn ra vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 tại nhà tang lễ thành phố số 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Lễ tang do Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì tổ chức. Tác giả bài thơ Chiếc lá đầu tiên đột ngột rời bỏ cõi tạm vào chiều ngày 20 tháng 4 do một cơn tắc nghẽn phổi mãn tính, hưởng thọ 70 tuổi. Hoàng Nhuận Cầm sinh năm 1952 ở Hà Nội, từng chiến đấu trong sư đoàn 325B ở Quảng Trị. Năm 1975, ông trở lại học nốt chương trình đại học đến năm 1981. Ngoài những thành tựu thi ca, ông từng nổi tiếng với nhiều kịch bản phim, Vài bác sĩ hoa súng của Gặp nhau cuối tuần. Nhiều bạn bè trong giới văn thân nghệ sĩ đã không kìm được nước mắt khi nhắc về những kỷ niệm với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, một nhà thơ tài năng dành trọn cuộc đời cho thi ca Việt Nam. Nó rất là trong trẻo, nhưng đầy nhiệt huyết. Anh Cầm mình làm thơ, không làm điều làm giả trong thơ đâu. Nhưng mà cái chất trẻ, cái chất mà nồng nàn, nồng nhiệt thì ít ai có được. Kể cả những cái bài thơ ở trên in ở trên giấy, trên báo. Nhưng mà đặc biệt là khi nghe anh Cầm đọc thơ thì người ta thấy rằng là thực sự nó nói là chúng ta đã có một cái nhà thơ mà có lẽ cũng nhiều lắm ở trên kỳ văn đàn Việt Nam. Đang khi nghe là không mất, rất là bàng hoàng. Không nghĩ là mình vừa mới quay về bố rất ít thời gian thôi mà lại bố lại bỏ mình, bố đi rồi. Nên Hoàng Nhuận Cầm là người ta nói đến thơ ca và con người thi sĩ của ông dâng hiến cho cuộc đời này, bởi ông chính là một thi sĩ đích thực. Thơ của ông viết về đồng đội, về hậu phương của những người lính chi thức, không một chút vấn vương lên đường ra trận, đi vào cõi chết như lẽ sống khi tổ quốc đã bị ngoại quan dày xéo. Thơ ông viết về tình yêu trong trẻo, say đắm và mãnh liệt, đã làm xung động biết bao con tim nhiều thế hệ. Nhiều bài thơ của ông đã trở thành bản tình ca cho rất nhiều thế hệ thanh niên cho đến tận ngày hôm nay. Càng về sau, thơ ông càng đẹp, càng sang trọng và càng ngân vang với những suy ngẫm sâu xa về thân phận con người và những giấc mơ lớn lao về con người. Với bản tính lạc quan của mình, thơ ông đi viết thẻ chết thật thanh thản. Phải chăng ông đã giác ngộ sự hữu hạn, sự mong manh của kiếp người để luôn đốt cháy hết mình cho thi ca, cho nghệ thuật